buổi chiều nắng. Trời quang mây và nắng rất to nhé. Cây quỳnh nó bám vào gốc nhãn, bây giờ ra nụ. Hai nụ này tối nay chắc chắn nở. Nụ quỳnh. Tối nay xem quỳnh nở nhá. Mình sẽ ghi lại hình ảnh hoa quỳnh nở. Bên ngoài hoa hai nụ này, bên trên này còn một nụ này. Góc ngoài đường ấy còn một nụ nữa. Đấy, hai nụ. Và trên nữa một nụ. Ba nụ. Nó bám theo cây nhãn nó mọc. Và đây một nụ. Đây nụ này tối hôm nay nở. Tối hôm nay sẽ rất nhiều hoa quỳnh nở. Chờ buổi tối để xem quỳnh nở nha. Cây nhãn cổ thụ. Trên núi đền hôm nay họ làm gì mà đem cả cái máy xúc lên trên ấy. Máy xúc cái gì? Ai có thể nhìn thấy cái máy xúc này. Đấy. Để xem hai thằng giặc nó chui vào đâu. Chắc chui vào trong này. Làm gì ơi? Ba, con chưa mày. Làm gì ơi? Chơi. Chơi gì? Chơi thăm. Đi ra ngoài, chị bật điều hòa đây. Vừa nhai cả vỏ à? Xe máy điện thần thánh. Đây là giọt nắng bên thềm ghế mây. Nào, hết 5 phút chưa? Chưa. Hết 5 phút rồi đấy. Đấy, nó ngoan đấy mà. Nghe lời bố mẹ đây, cãi bố toàn ấy rồi bố. Sắp hết giờ rồi nha. Để chơi thuận thờ. Khuyến mãi cho thêm 5 phút nữa nha. Rồi nhớ đấy. Em đố anh không tắm mà tóc nó không mịt mù. Bị ảo à? Bị cháy chứ? Bị cháy.
em chẳng sửa lại nó. Dạ không rồi. Thế anh bảo là cho em cái ngôi đấy không? Không phải, anh lấy được thôi nè. Thế mà em mà bảo là cho đằng cũng kẻ vào phần kia ra. Ai chưa với anh? Này, cái gì đấy? Rồi, tung tóe hết nước ra đấy rồi. Đóng vào. Đóng vòi nước vào. Cứ đóng nước vào. Không, cả con. Thuận, đóng vòi nước vào. Thế để tối để chỗ xem hoa quỳnh nở. Tắm rồi. Nào, một tê, lăn xuống. Lăn đi ra nào. Uống nước nào. Nước lạ. Thành Thuận lặn xem nào. Vâng, lặn siêu rồi. Đưa nó đi bơi chứ ở đây mà quay. Bây giờ hai ba thì lặn nào. Rồi đó. Hai ba. Rồi. Được 10 giây. Cầm cái que kia làm cái gì? Cái thổ. Ừ, chọc vào nhau bây giờ. Con nào lâu lắm. Ừ. Gì? Chào đi. Chào đi. Chào. Chào. Thế thôi được rồi. Thôi. Hỏi công.